Bọn nó ra cho hai cái dâu lực rồi bây giờ em hỗ trợ chị 10 triệu ha. Em dạ có rồi, mày tin đi. Thêm bạn ăn được ba mất rồi chị, ăn được không? Thôi để cho sữa nó có mặn mới có một tiền đó. Thôi để bạn nói chút được, đây là em đi làm mà chưa em đi đi làm 2 tháng rưỡi thôi. Rồi ở nhà nuôi bao nhiêu người? Tổng là 5 người, có 2 đứa nhỏ. Thôi giờ cho thêm 10 triệu nữa nha. Không đi làm mấy tháng rồi, nhà nuôi mấy người sao mà đủ tiền? Trong một mắt nữa à? Trong di chuyển đây, di chuyển đi. Chồng cho cháu luôn. Cho dâu còn đấy thì đó chị Tiên. Chồng của bạn này, của cô này là bị mắt bị mù không thấy được. Có mình cô này đi làm mà cô này cũng không đi làm được. Còn cô này bị đau mắt luôn. 5 người. Rồi nuôi 5 người, nuôi thêm đứa con thành. Rồi chờ chờ em về coi. Em về đâu? Trang trải cuộc sống xong rồi lỗi. Lắp lại đi được rồi, lắp lại đi. Người tiên tới rồi đi nghe. Thầy chị Tiên về đi ra đó.